Liều lĩnh hay là bản lĩnh, đó là hai cái từ khóa mà mình xin chia sẻ cho các bạn về một cái câu chuyện sau đây. Đó là một cái trải nghiệm cá nhân của mình. Vừa rồi mình đã có một cái chuyến đi Huế rẳng Hội An trong vòng mà một tuần, và mình đã đến Đà Nẵng. Thời tiết hôm đó thật sự là nó rất là âm mưu, vì vừa trải qua một cái cơn bão rất là lớn ở miền Trung. Đà Nẵng là cũng là một nơi bị ảnh hưởng khá nhiều. Với tinh thần mà phiêu lưu khám phá của mình á, thì mình đã thử thách mặt cá nhân của mình, đã đi thử một vòng bán đảo Sơn Trà, đã xuất phát từ chùa Linh Ứng, thì đến nơi mình sẽ gửi xe trên đó và bắt đầu cuộc hành trình. Và trong cái hành trình lần này á, mình đã chuẩn bị được cáo mưa bịch nè, rồi một cái gói treo hammer, khăn năng lượng sô cô la thôi, với một cái bình nước 200 ml, và 200 ml đó là cái bình nước khá nhỏ, chỉ uống đủ trong vòng một tiếng thôi. Và cứ nghĩ trên đó sẽ có những hoạt động kinh doanh, nhưng mà thực sự là trên đường đi thì cũng không có ai bán cái gì hết. Có thể là do mưa bão sạt lở, họ đã không có hoạt động kinh doanh du lịch trên đó. Km đầu tiên thì khá ổn, vì trên đường lên Intercon thì mọi thứ không có gì cản trở, vì mọi người đã xử lý hết được con đường sạch sẽ rồi. Sau điểm xuất phát được 7 km thì mình đã đến Intercon, đến một cái khu resort lớn trên bán đảo Sơn Trà. Cái đường mà lên đỉnh bàn cờ á, thì nó đã bị chặn lại do là sạt lở. Thì mình cũng hỏi vài người ở đó, kể cả bảo vệ và cũng là người làm phường ở đó, là có thể lên được hay không. Thì trong một số họ bảo là đường đang sạt lở và nguy hiểm, không có cho lên được. Mình thì mình rất là muốn lên, mình rất là muốn lên trên đó, vì cũng là tò mò thôi. Mình đã hỏi đến 3 người và 3 người đều nói là không thể lên được. Với tinh thần hoang dại của mình thì chỉ cần một người nói được thôi là mình sẽ lên. Và điều đó đã xảy ra. Không biết lý do là sao không lên được. Và đây là khung cảnh sạt lở trên đường đi lên đỉnh bàn cờ. Mình thấy sạt lở trên đó luôn. Khá là nguy hiểm. Và cái cuộc hành trình mà bản lĩnh hay liều lĩnh của mình á, đã xuất phát từ đây. Thì sau khi mà vượt qua cái chướng ngại vật đầu tiên á, là sạt lở á, thì mình đã có suy nghĩ trong đầu về cái sự nguy hiểm của đó. Đêm được một khoảng á, thì mình cảm nhận được cái thiên nhiên, được cái không khí trong lành, đó là rất là tuyệt vời, mà dường như duy nhất mà mình cảm nhận được trong cái khoảng thời gian đó. Vì trên cái đường đi á, sẽ không có một ai hết, chỉ có cây, cỏ, gió và những cái động vật hoang dã. Và điều may mắn á, là mình đã thấy được những cái gia đình con vọc. Vọc là một cái loài động vật hoang dã quý hiếm được quốc gia bảo vệ ha. Và đầu tiên á, cái trạm mình đến á, là một cái nhà lá của những người công nhân ở tạm, để xử lý những cái đường bị sạt lở hay là xử lý đường cống rãnh ở trên núi. Thì khi ở đây mình đã thực sự là hết nước rồi. Rất là may mắn thì bên đường á, thì nó có cái bình nước mà của những người công nhân để lại á, thì mình cũng đã kiểm tra kỹ và cũng đã xin nước. Và xin ai thì các bạn cũng biết rồi đó, thì xin là xin cô chú xung quanh thôi, và xin phép là cho xin ít nước, đi lỡ đường xin ít nước. Cũng may mắn là không sao ha. Những chú cún con khá là dễ thương. Ban đầu thì sủa dữ lắm, sủa có thể sủa cũng có thể là bần, mình không biết là các bạn sủa mình hay là các bạn bần mình nữa. Và mình đã cho các bạn ăn cái thanh năng lượng của mình. Và có một điều khá hay là những cái chú cún này ban đầu mình chỉ có tưởng là 2 con thôi, nhưng mà sẽ có tầm 3 đến 5 con. Nhưng mình khi mà mình cho á, cái điều mà đặc biệt á là chú cún này á đã gọi đồng đội mình đến để ăn cùng. Đó là một điều khá đặc biệt. Mình cho thầy hoài luôn. Ê, và một cái nỗi lo sợ tiếp theo á là về vấn đề nước.
và nước luôn là cái nỗi ám ảnh của mình trong khoảng thời gian đó. Lên tới đỉnh rồi cả nhà ơi, mây bay quá trời luôn, treo ra. Cả nhà ơi, mình tới đỉnh rồi. Thì mình đang ở trên gần đỉnh nên là mây bay, thấy rõ luôn, mây bay kéo lên. Khoảng tầm 14-15 cây thì mình đã lên tới được đỉnh. Đến bàn cờ, và khi đó một cái cảnh mà mình không có thể ngờ đến được là không khí bắt đầu ẩm thấp và giống như là mưa vậy đó. Thì khi đó là lên đỉnh rồi thì mây nó bao trùm ở trên đỉnh núi á, khi đó là khá lạnh và mây á, mây nó bay nè, bay như là tiên mà bay trên trời á, mây nó bay qua mặt mình. Và khi lên tới đỉnh nó là mây á nó ập vô mặt mình. Khi đó là kèm theo gió, mình sẽ trao đảo, gió rất lớn, cáo mưa rồi mình vẫn được cảm nhận được cái không khí mà gió lạnh giống như cái gì đó đang tấn công mình. Mây nó bay đến, và cái tầm nhìn mà mình đứng ở trên đỉnh nó nhìn xuống là không thấy gì hết, giống như mình ở dưới mình nhìn lên đỉnh thì cũng không thấy gì hết. Cái quang cảnh khi đó là rất là sợ ha, nó giống như là một cái địa điểm mà bỏ hoang, trông rất là âm mưu và sợ. Và thật sự là lúc đó là chỉ lên check in nhanh để mình đi xuống. Khi mà mình lên tới đỉnh là bàn cờ á, thì mình chỉ có hai suy nghĩ. Một đó là mình sẽ quay trở lại, hai là mình sẽ đi tiếp. Là đố cái bạn là mình sẽ xử lý cái tình huống này thì như thế nào. Và tất nhiên điều đó mình sẽ chọn đi tiếp, vì cái tinh thần mà khám phá phiêu lưu của mình á, nó vẫn ở còn suy nghĩ trong đầu. Nếu mà mình quay trở lại vẫn được, nhưng mà nếu mà quay trở lại thì cái hành trình mà mình đi á, nó không còn thú vị nữa, và mình không có gì để kể nữa. Nếu mà mình đi tiếp thì mình sẽ khám phá được nhiều thứ. Và thì đi được một vài km thì mình đã đến một cái trạm, đó là trạm radar. Trước đó mình nghe tiếng chó thì mình cứ suy nghĩ là có chó là có người. Và thực sự là ở nơi đó đã có một anh gác cạnh radar đó, mình cũng đã xin anh nước. Và đó cũng rất là may mắn. Và đó là cái trạm nước tiếp nước thứ ba của mình. Và cũng là mà mình gặp được người, con người trên đảo đầu tiên, người duy nhất đầu tiên ở trên đảo. Thì sau khi mà rời khỏi cái trạm đó thì con chó nó chạy theo, nó sủa rất là nhiều. Cái này mình cũng hơi lo, vì thường thường chó sủa nhiều vậy á, mình cũng lo về cái điềm gì đó. Trải dài đến tầm 15-20 phút mà vẫn còn sủa. Khi mà đến khúc này á thì mình đã chứng kiến nhiều hơn về cái cảnh mà sạt lở khá nguy hiểm. Thì trên cái đường này mình cảm nhận được nhiều cái, thì kể cả là năng lượng về tâm linh và những thứ mà trước giờ mình nghĩ là mình không thể mà thấy được. Khi mà xuống dốc thì mình liên tục chạy ha, thì mình sẽ đỡ bị tốn sức và đỡ bị mỏi chân hơn. Đến cái khúc mà 21 km kể từ đỉnh, sau khi đó là mình không còn nước, thì mình đã đến một cái trạm tiếp nước tiếp theo, và có thể là cái trạm nước thứ tư. Trong khoảng hành trình mình đi, mình đã gặp được cái trạm đó, là cái trạm đang xử lý cái khu vực sạt lở, cũng là cái cổng mà gác của đảo để lưu thông xe vào. Và mình đã xin nước anh gác đó, và anh đó hỏi là anh đi được từ đâu lên, với một cái thái độ và cái giọng lớn tiếng, vì lo lắng là cái sự an toàn của cá nhân mình á. Thì anh cũng đã lớn tiếng nói là anh đi đâu, anh đi từ Intercon lên đúng không, anh có biết nguy hiểm tới tính mạng anh về cái sạt lở này không. Thì mình cũng dạ dạ thưa thưa và xin lỗi, thì
lĩnh lĩnh ra xin nước đi thôi. Thì mình chạy một mạch tới xuống chân núi, thực sự là chân cũng đã hơi mỏi rồi, thì mỏi như mỏi cái lòng bàn chân thôi, nhưng mà về những cái cơ bắp, những cơ quan khác thì nó vẫn thoải mái, thì nó có một cái năng lượng gì đó nó thúc đẩy mình đó, liên tục không hề mỏi, không hề mệt. Và đến gần chân núi khoảng còn 3 km nữa là mình đã bị sảng chút xíu, là trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ là xịt tin nước ngọt xịt tin để mình có thể uống, mà vì lúc đó là quá khát rồi và quá thiếu đường thiếu muối luôn rồi, cơ thể cũng đã khô hết nước rồi và không còn nước uống. Thì rất may mắn là có trên đường xuống thì cũng đã gặp được người này người kia và cũng lấy lại tinh thần lo sợ và cảm thấy mình an toàn hơn. Cái trạm nước này là cái trạm nước bán hàng rong một cái cô thôi, và mình đã tiếp vào một chai chanh muối để tiếp tục cuộc hành trình leo lên lại cái đỉnh, không phải leo lên là cái đỉnh nha, mà leo lên lại cái chùa. Thì từ đây tới chân chùa là 3 km và mình đã thực sự là thành công trong cái việc là chinh phục được một cái vòng bán đảo Sơn Trà, và đó là thực sự là một cái sự liều lĩnh của mình. Hy vọng là cái điều sự liều lĩnh này sẽ không lặp lại và mình sẽ thực sự lý trí nhiều hơn, sẽ có cái suy nghĩ chín chắn hơn trong cái việc mà tham gia cái cuộc hành trình phiêu lưu như vậy. Thì về khi mà về gần tới tới chùa thì mình rất là hạnh phúc về điều này, cảm xúc nó là vỡ òa vì mình đã thực sự chinh phục được một vòng bán đảo Sơn Trà mà không tưởng. 2 km cuối cùng các bạn ơi, 2 km cuối cùng nữa là tôi sẽ đến chùa Linh Ứng và cũng là nơi mà tôi xuất phát. Khoảng về đích á, mình đã có một cái nguồn năng lượng khác ngoài cái năng lượng thiên nhiên á, là đã có một cái em học sinh sinh viên đó đi ngang và như vậy và đã cổ vũ mình rất là nhiệt tình. Mình xin cảm ơn em đã tiếp một cái nguồn năng lượng tích cực này cho anh. 1 km cuối cùng, cảm giác đau đớn còn và chỉ có cảm giác là sung sướng nó đang đến nè, sung sướng từ trong ra ngoài và mọi thứ trở nên không còn mệt mỏi, đau nhức cơ thể nó không còn và tan biến từ đây. Thì khi đến chùa thì mình đã cảm kích rất là nhiều về cái sự trải nghiệm vừa qua của mình, mọi thứ đã trở nên thuận lợi hơn. Sự biết ơn đến mọi thứ, từ cái việc mà cho mình sức khỏe mình chạy bộ và cho mình được trải nghiệm được mọi thứ về nghe, về thấy, về cảm nhận, về hơi thở, về không khí xung quanh của trên đỉnh núi, và xung quanh mình bạn bè gia đình đã luôn ủng hộ mình, đã cùng mình trải qua những khó khăn trong cuộc sống, về công việc, về kinh tế và cũng như là sức khỏe tinh thần. Thì rất cảm ơn về điều này. Vâng, và các bạn đã nghe về cái câu chuyện trải nghiệm của cá nhân mình và một cái lời khuyên cũng là một cái kinh nghiệm của mình, là mình cần phải có một kế hoạch gì đó, một cái sự chuẩn bị chỉnh chu để trước khi bước vào một cái cuộc hành trình mà nó khám phá như vậy. Và xin cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn các bạn trong những video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Yeah. Xin chào cả nhà, mình đã chinh phục được đỉnh Ban Cờ và bây giờ